Thì hôm nay chúng ta sẽ đến những dạng bài trong suất. Wow, chúng ta không phải đi tìm nữa mà gần như đề bài cho luôn, cho sẵn rồi. Việc của chúng ta là áp dụng xem là ở tất cả những cái câu hỏi từ đề bài người ta cho của chúng ta, xem chúng ta dùng quy tắc nhân hay quy tắc cộng. Thì đây cũng là một cái kiểu bài khá là khó trong suất, thì các bạn chú ý nhé. Chúng ta đến cái phần đầu tiên là quy tắc cộng. Đó. Nên người ta hỏi là gì ạ? Người ta cho xác suất biến cố A và biến cố B. Nha. Của A và biến cố B. Thế tính xác suất của biến cố A B, đúng không? A B các bạn hiểu là gì? Là hoặc anh này hoặc anh kia rồi, đúng chưa? Nghĩa là trường hợp ấy. Đấy, rồi các bạn thấy dữ liệu số khác này, ta dùng quy tắc cộng. Thì vào này thì ra lấy luôn là gì đây? 1/3 cộng với 1/4, đúng không? Kết quả các bạn bấm máy tính đi, 7/12. Thì đây là những câu khởi đầu rất là dễ. Ok chưa? Tiếp theo câu số 2. Đó, người ta cũng cho này, cho hai biến cố xúc khác. Đấy, A hợp B. Đấy, PA thì 1/5, P của A hợp B thì bằng 1/3, thì tìm PB. Thì các bạn thấy ngay P của anh này chính là bằng PA cộng PB, áp dụng quy tắc cộng. Đúng không? Vậy thì muốn tìm PB, chúng ta lấy phép tính thì trừ 1/3 trừ đi 1/5. Đó, nhẩm xương xương thì trừ đi là 2/5, đúng không các bạn? À đâu? 3/5, đúng không? Là bằng này. À đó, từ 2/2/15 đúng không? Đặt quy đồng cái thứ lên, đúng không? Đấy. Bài này rất dễ rồi. Nào. Thì cái này ấy, thực tế là các bạn bật cái bảng ra. Cái bảng xác suất biến cố đây này. Đây nhá, đây này, các bạn nhìn đây này. Các bạn nhớ không đây này? Các bạn phải nhìn xem ký hiệu đây này. A hoặc B là biến cố A hoặc B. Các bạn cứ nhớ là hoặc chính là trường hợp. Đó, thì mình dùng quy tắc cộng. A sao B, đúng không? Là biến cố gì đây? Ok chưa? A sao B. Đấy chưa? Thì nó là, đấy mình phát biểu là gì đây? Là biến cố C. Đó, và biến cố C này là gì? Là yêu cầu phải có biến cố A và biến cố B. Đấy, đấy là thực tế đấy nhá. Các bạn phải nhớ này, A, B, C được biểu diễn theo A hoặc B thì là dùng quy tắc. Một từ biểu diễn ở đây là A hoặc B. Còn vào thì là ra. Thế còn mà khi mà cái biến cố A ra với biến cố B bằng rộng thì gọi là hai biến cố xúc khác. Nhá. Cái này thì thực ra là các bạn nhớ cái mặt ký hiệu thôi. Đây là về mặt lý thuyết rồi, các bạn không nhớ thì các bạn xem lại cái bảng trong tuần cho ấy, các bạn làm nhầm được. Đấy. Các bạn nhìn nè, không? A sau B này, họ biến cố này là như thế nào? Các bạn đọc qua xem. Thế bây giờ mình nhầm nhá. Ok nhá, tôi có là hai này bằng 1/4, không? À, thế bây giờ mình nhìn xem là bài này mình kết luận như nào đây, các bạn nhìn xem nào. Thứ nhất là cái gì chắc chắn, đúng không? Biến cố chắc chắn là gì? Là khi A bằng Omega. Nó bằng không được không giảm mẫu, thì bài này không liên quan lắm. Đấy, mình nhắc lại khái niệm cho các bạn nhớ luôn. Thế còn biến cố A bằng rộng à, là biến cố không. Được, phát biểu là biến cố không, bởi vì nó chẳng có gì cả. À, bây giờ câu này các bạn đọc xem bài này chúng ta kết luận như thế nào đấy ạ. Bây giờ các bạn nhớ nhé, khi thời gian thuộc cái công thức này, với một biến cố bất kỳ, một biến cố bất kỳ thì biến cố A hợp B luôn bằng biến cố A cộng biến cố B và trừ đi biến cố A ra với B. Thấy chưa? Các bạn nhớ công thức này, đây là bản chất, các bạn công nhận không? Các bạn cầm nó xem. Đấy. A B là gì? Thầy vừa nói rồi nhá, A B là gì đây? Là biến cố có cả A và B. Chưa? À, còn biến cố này là gì? Biến cố là có A hoặc có gì đây? Có B. Các bạn nhớ nhớ ngày xưa học cái sơ đồ Venn không? Cái này nó kiểu kiểu như sơ đồ Venn thôi. Thế này. Vẽ sơ đồ Venn này thì các bạn sẽ hiểu một cách dễ hiểu hơn nhé. Đây ví dụ này. Đúng không? À, cái vòng tròn màu đen đi. Là biểu diễn cho A. Cái này là biểu diễn cho B, đúng không ạ? Cái thằng này là mình đang hỏi là gì đây? A hoặc B, đúng không? A hoặc B. Đó, A, ừ, A hoặc B. À, thì thực tế là mình lấy tổng của A với B. Nó trừ đi, anh này. Nó kiểu như thế. Hoặc là nếu mà hơi đơn giản hóa, bởi vì cái này thực ra là cái dạng bài của như này nó ít khi nó có trong cái bài xác suất của em á. Thì tốt nhất là bạn nhớ luôn công thức như thế. Nó dễ làm, nhé. Đã tiếp mình lắp thôi, đúng không? 1/2 này, 3/4 này, 4. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3/4 tỷ lệ này.
thì rất nhiều bạn còn thấy là tại sao lúc đấy thầy bảo là hai thằng này cộng vào nó bằng thằng này cơ mà, đúng không? Đó thì các bạn phải nhìn đọc kỹ đây này, cái cô A với cô B đúng không ạ, là cái anh này này hợp này nó bằng tổng hai thằng, khi và chỉ khi hai biến cố này là xung gì. Ở lớp có hiểu ý thì nó ở đây không ạ? Khi và chỉ khi nó xung khắc đó thì tôi mới có điều này xảy ra. Nếu nó không có cái câu có xung khắc thì nghĩa là làm sao đây, thì các bạn không dùng được. Thực ra các bạn hiểu đơn giản như này này, đây nhá, cái bảng lúc nãy thì cho các bạn ấy, nó rất là logic, các bạn chú ý nhá. Thế này, nếu A và B xung khắc thì A do B sẽ bằng rộng, các bạn nhìn thấy chưa? Nếu A và B xung khắc thì A do B sẽ là rộng, mà A do B sẽ là rộng ấy, đây này, thì cái P của tập rỗng nó bằng 0, xác suất của rỗng luôn bằng 0, nhớ thầy điều này chưa? Đấy, hiểu đơn giản thế thôi. Bây giờ mình chứng minh thì rất là đơn giản. Đây thì tổng quát của bài này là đây là cái công thức tiền đề trong bộ đồ công thức tổng quát này này. Nó biểu thị nó ạ. Thế có phải là nếu mà gì đây? Nếu mà anh này là tập rỗng, đúng chưa? Nếu mà hai thằng này xung khắc ấy, thì khi đó cái thằng A sao B là tập rỗng, không phải tập rỗng mà nó gọi là biến cố rỗng, à gọi là biến cố gì nhỉ? Biến cố không, không nhầm. Biến cố không này thì sắp xuất bằng không, thì cho nên là khi đấy chúng ta mới có thằng này bằng thằng này. Ở lớp có hiểu ý này đó, thấy chưa? Còn bài này người ta không hay nó xung khắc thì đây là công thức tổng quát. À, câu A, câu 1, câu 2 là xung khắc thì thằng này bằng không, nghĩa là tổng hai thằng này luôn bằng thằng này. Ở lớp hiểu ý này đó ạ. Cho nên các bạn chú ý cái đoạn này. Thế thôi, hôm nay mình cho tổng quát thì mình cứ thấy con lắc thôi. Nếu bạn lắc vào thì chúng ta sẽ có kết quả là gì đấy? Đấy, cứ nhớ nhá, tổng quát là PA cộng PB trừ đi P của A sao B thì sẽ bằng P của A cộng B. Còn nếu mà xung khắc thì P của A sao B sẽ bằng 0, thì tổng hai thằng này bằng thằng hợp. À, nhớ cái này đơn giản như vậy. Các người làm máy tính bấm đúng không? Thế đây là 3/4 trừ đi 1/4 là còn 2/4 là 1/2, 1/2 cộng 1/2 thì là 1, đúng không ạ? Thì xác suất mà có cái anh này là 1 ấy, thì gọi là biến cố gì, đúng không? À, đây này, nhìn cái bảng này này, các bạn có nhìn thấy không? Nếu mà biến cố A bằng không gian mẫu thì được gọi là biến cố chắc chắn, và P của không gian mẫu luôn bằng 0, à luôn bằng 1. Thấy chưa? Nhớ cái tính chất chưa? Đó, thế thì bài này mình thấy ngay là à, sau khi tôi tính ra thì tôi thấy là P của A hợp B bằng 1. Vậy thì suy ra cái A hợp B nó chính là omega. À đây các bạn hiểu, đây kết quả là đây là biến cố gì đây? Đó là biến cố chắc chắn. Đó, thấy chưa? A omega thì là chắc chắn. Bài này chúng ta chọn đáp án đấy. Đó, thứ ba cái câu này là một câu lý thuyết đấy. Thực ra là nếu mà trong đấy thi thì cũng chưa thấy cái đề năm nào nó thi đâu. Đó, nhưng mà nếu mà các em không ôn cái này thì chắc chắn là các bạn sẽ không đủ đề vào đó. Bây sẽ bếp này. Đây, chú ý cho thầy nhá. A bằng rỗng được gọi là biến cố không, A bằng omega được gọi là biến cố chắc chắn, P rỗng thì bằng không, P của omega thì bằng 1. Và đây là công thức tổng quát, được chưa? Bạn này, nếu hai thằng này xung khắc thì thằng này bằng 0. Nào bây giờ câu 1, câu 2, câu 3 nếu các bạn hiểu rồi thì bạn comment này. Đó, ok ạ, à, phần kiến chắc nào, để chuyển sang câu tiếp theo. Bây giờ hình như là ở trên lớp các bạn không được học đâu nhá. Rất là kỹ những bạn cái này đấy. Được chưa? Đấy, câu 4 ấy tương tự đây này. Đúng không? Mình nhớ công thức này, mình lắp công thức tổng quát này. P của A hợp B sẽ bằng PA cộng PB. Đó. Trừ đi. Đúng không ạ? P của A sao B. Đó. Và ở đây này, hai biến cố xung khắc thì ra thay là rỗng, mà P của rỗng thì bằng 0. Thế thì P1 biết rồi này, cái A đã biết rồi, 1/4 đúng không? Anh em biết là 1/2 chưa? Thế thì tìm PB có dễ không các bạn? Quá là dễ luôn, một phép trừ 1/2 trừ 1/4 và 1/4 và các bạn học sinh lúc đã hiểu chưa? Đấy thì cái dạng bài hôm nay là gần như là chúng ta không phải đi tìm không gian mẫu nữa, không phải đi tìm sắp xuất nữa, mà người ta sẽ cho bạn sắp xuất, cho những cái sắp xuất của những cái biến cố nhỏ. Và bài này chúng ta chỉ quan tâm là mối liên hệ giữa các biến cố là gì để chúng ta dùng nhân hay cộng để chúng ta đi tìm ra cái bài toán chính của chúng ta. Đấy là cái bài đó. Nhưng mà trông thế thôi nhé, bài này mà rất nhiều bạn làm sai này. Đó, rất là tiếc.
tiếp như bạn nói sai của bài này. Rồi, bây giờ đến câu 8 nhé. Sau đấy quên đáp án này. Rồi, cái câu của sản xuất của đáp án quên mất đấy, tôi bỏ. Ba mình quan trọng là mình đi giải và giải quyết nó thôi. Rồi, các bạn nhìn thấy nhá. Câu số 8 này. Lớp 11A có 40 học sinh. À, trong đó có 12 học sinh tổng kết là môn hóa loại giỏi. Đúng không? Các bạn mình tóm tắt lại đúng không? Hóa này. Thì nó có 12 không? Không ạ. Lý này. Lý là có được không? Đó, tổng là 40 học sinh. À, biết rằng một học sinh khi chọn một học sinh đằng nghĩa là chọn học sinh học giỏi hóa và học giỏi lý. Xác suất là 0.5. Bây giờ hỏi là tổng số học sinh giỏi cả hai môn, đúng không? Cả môn. Câu này rất là hay. Trông thế thôi đúng không? Câu này đọc nó thề với bạn, có nhiều bạn không biết làm luôn. Bây giờ mình dùng cái gì bây giờ nhỉ? Nó khác đấy nhỉ? Bài này có đi tìm không gian mẫu nữa đâu? Bài này có đi tìm NA rồi chia cho N omega nữa đâu? Làm như thế nào đây? Đó. Đây là phân tích nhá. Đây là đề thi thử của anh chị lớp 12 đấy các bạn. Của lớp 12 thực ra là thi kiến thức lớp 11 đúng không? Các mình đọc qua này. Cái câu người ta cho này. Khi chọn một học sinh đạt điểm hóa học và hoặc vật lý, đúng không các bạn? Mình nhớ từ hoặc không? Hoặc thì lỗi ký hiệu của chúng ta là gì? Là hợp đúng không ạ? Đó, cho nên chúng ta hiểu rằng đề bài đang cho chúng ta là P của H và L đi. Hoặc hóa vật lý thì gọi luôn nhé. P hợp của H và L chính là bằng 0. Đó. Và người ta hỏi là số học sinh đạt điểm kết đây là số học sinh nhé, chứ hỏi xác suất nha các bạn nhé. Đây là xác suất này. Thì bây giờ nó hỏi là số học sinh giỏi cả hai môn hóa hóa và lý là bao nhiêu. Thì thực ra người ta đang hỏi là H ra và L đúng không, giỏi cả hai mắt. Các bạn học về tập hợp thôi, các bạn hiểu đơn giản đó. H đúng không, H ra và L là gì, là những phần tử chung của hai tập hợp. Đó, thì ở đây các bạn hiểu là ok. Đó. Thế bây giờ mình đi tìm như thế nào đây? Thì chắc chắn là nó sẽ liên quan đến cái biến cố bài này rồi, đúng không? Liên quan đến xác suất của này rồi. Rõ ràng. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn biết xác suất, bạn nhân với cả gì đây? Nhân với 40. Đúng không? Chọn một bạn ra. Chọn một bạn ra thì số cách chọn ra là 40. Mình chỉ cần lấy xác suất này nhân với 40. Mình sẽ ra luôn cái số học sinh học giỏi hóa và lý. Bây giờ cả lớp nghĩ đi, câu này cả lớp nghĩ 2 phút đi nha, rồi thầy chữa nhá. Câu này có phải đơn giản không nhá các bạn nhá, hôm nay chúng ta học cái bài của như này. Bài này. Bây giờ các bạn nhớ cái công thức thầy đang vừa dạy không ạ? Thế bây giờ thầy hỏi các bạn nhá, đầu tiên là cái ok đầu tiên này. Bây giờ nhớ cái công thức thầy đang vừa dạy chưa? Mình viết ra xem mình có cái gì đã. Đầu tiên là chúng ta có là gì? P đúng không? P của H hợp với L luôn bằng pH cộng với pL trừ đi đúng không ạ? P của gì đây? H giao với L. Được chưa? Và rõ ràng bài này H với L là không phải là gì đây, không phải là biến cố xung khắc đúng không? H ở đây là gì? H ở đây chính là xác suất. Ở đây không phải xác suất mà H ở đây chính là gọi là tập hợp những bạn. Ok chưa? Thì bài này thì nói lại một lần nữa nhé, các bạn hiểu ở đây phép thử là gì? Là chọn một đâu bất kỳ, đúng không? Chọn một học sinh thì là nó là phép thử. Vậy thì N omega đấy là chọn một âm từ 40 không? Là 40 chưa? Thì trong cái việc hành động tôi chọn một âm bất kỳ ra, thử một phép thử bất kỳ ra thì có biến cố xảy ra, đó là cái bạn mình chọn ra học giỏi môn hóa gọi là biến cố H đấy các bạn. Biến cố H là những bạn học hóa. Đây biến cố L là gì? Là những bạn là một bạn học giỏi lý. Được. Thì ở đây thầy nói các bạn phân tích, các bạn thấy ngay là bây giờ hóa lý có được gọi là xung khắc không? Hay là như thế nào? Thì ở đây các em hiểu là gì? Rõ ràng bài này hai biến cố này không xung khắc, bởi vì các bạn học giỏi hóa hoàn toàn để học giỏi lý, đúng không ạ? Nghĩa là liên quan đến nhau. Ở lớp hiểu chưa? Đó, biến cố xung khắc là gì? Biến cố xung khắc là kết quả xảy ra của biến cố A không ảnh hưởng đến kết quả xảy ra của biến cố B, nhưng mà hai thầy cùng liên hệ bởi vì có những đứa học giỏi cả hai môn mà nó vẫn liên quan đến nhau mà. Cho nên là đầu tiên là
thầy nó rất là kỹ lý thuyết nha, bởi vì là cái hôm nọ mình học là mình học mấy sơ sơ, mình học sơ sài lý thuyết rồi, bây giờ mình áp dụng vào thực tế là mình phải nắm rõ rất là rõ này. Đấy chưa? Cho nên là thằng này không bao giờ là rỗng đâu, mà nó không bao giờ bằng không đâu. Đấy, đúng không ạ? Thế bây giờ mình biết nè, ok nha, bây giờ lắp công thức mình điền vào thôi. Đầu tiên P của H hợp L là 0,5. Thế bây giờ thấy ngay đúng không? Muốn tính anh này thì chắc chắn trong đầu các em sẽ đi là à, mình sẽ đi tính PH và PL. Bài này thì quá dễ rồi. Bởi vì sao? 12 bạn học sinh giỏi hóa đúng không ạ? Ở đây hành động là gì? Biến cố H là tôi chọn một anh ra giỏi hóa thì số cách chọn là 12. Thế cho không giờ bỗng là 40 chứ. Tương tự tôi chọn một anh học giỏi lý gì? 13 chia cho 40. Thế thì muốn tìm anh này chúng ta dùng phép gì đấy? Lấy thằng này trừ đi 2 học thể toán. Chúng ta tính toán phát là xong rồi. Đấy mới tính thôi các bạn. Rất là kỹ nhá, bởi vì tí nữa mấy bài sau có hiểu lắm đấy các bạn, cố gắng lắng nghe. Trừ đi nhá, 12 phần 40 đúng không ạ? Trừ đi 13 phần 40. Ở đây chúng ta có kết quả là âm 1/8 hay là âm mình nhỉ? Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn thấy không? Các bạn nhìn sao nào? 0,5 hóa hoặc gì? 0,5 thôi. Có lý nhỉ, từ 12 chia 40. Sao thì sao bấm lại âm nhỉ? Chuyển 0,5 qua bên tay phải thầy là không, đúng rồi, mình quên mất. Mình bấm này vẫn đúng mà các em. Đấy, ngáo quá. Mình bấm bên này vẫn đúng bởi vì khi ta lấy 0,5 trừ đi 2 thằng này thì là âm 1/8 đúng không? Và nó lại bằng trừ luôn cái P của mình đang tìm. Đấy, mình cứ tưởng âm là sai đúng không? Thế là đúng rồi các bạn. Đó, thế thì nghĩa là cái xác suất này là 1/8. Lớp được chưa? Thế bây giờ muốn tìm số học sinh này đúng không? Bản chất ông này chính là số đây này. Số học sinh học giỏi giỏi hóa và lý đây này. Chia cho n với cả là 40. Thế thì muốn tìm số học sinh lấy thằng nhân với 1/8 đúng không các bạn? 40 chia 8 là tức là 5 hoặc b đúng rồi nhá. Quên mất là cái thằng khác của chúng ta bên phải là dấu trừ. Đấy, có thấy cái thằng c nhỏ biến cố độc lập không? Nếu hai biến cố độc lập với nhau khi và chỉ khi p mở ngoặc a nhân b cái ra một dấu chấm này là nhân nhá thì bằng gì đây? PA nhân PB được chưa? Các bạn này người ta hỏi câu 9 thì dễ quá rồi đúng không? P của A nhân B này này thì lấy hai thay nhân với nhau 0,3 nhân với cả 0,4 thì là 0,12. Câu này chỉ là áp dụng công thức thôi. Câu này thì sao? Câu này hơi bị hay luôn. Bây giờ câu 10 nhỉ? Thì sao? Câu này hơi bị hay luôn. Bây giờ câu 10 nhỉ? Câu 10 tương tự nhá. Bây giờ đề bài cho là P của A ra B đúng không? Đó. Thì áp dụng công thức thầy Lũy vừa dạy là A hợp B bằng con A hợp B sẽ bằng là PA cộng PB trừ đi P của A ra B đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ lại nó lại cho yếu tố độc lập này là như thế nào nhỉ? Mình chưa hiểu nhỉ? Độc lập này là cái gì nhỉ? Nếu mà mình thay vào ấy thì mình mới biết là đây là 1 thôi. Từ đúng không các bạn? Mình đang hỏi nhá, hỏi chấm nhá. Chúng ta biết nhá. Nhưng mà cái này mình không biết. Đúng không? Bơ là như nào? Ai, đấy là một cái rất là hay. Kiểu như vậy chứ. Từ nhạc. Nghĩ thử đi các bạn, nghĩ thử như thế nào? Vậy nhá. Rất là trông thì đơn giản đúng không?
Nào đây. Bây giờ các bạn nhớ nhá, ghi chú thích cái này. Ghi một cái chú thích nữa. Ví P của A sao B sẽ bằng P2 nhân PB. Ghi về trừ khi có điều kiện là gì đây? A và B đằng sau đây độc lập với nhau. Được chưa? Đấy. Thế thì bài này mình sẽ không dùng gì đến công thức này nữa. Ok không ạ? 1 phần 4 biết. Đấy, giao mình biết này, 9 này, tìm B sẽ quá rồi đúng không các bạn? Rõ ràng TB sẽ bằng gì? Đấy, 1 phần 9 chứ 1 phần 4. Kết quả là gì ạ? 1 phần 36 đúng không? À đâu nhỉ? Thì chứ 1 phần 4 là 4 phần 9. Đáp án nào đây ạ? Đáp án C. Vậy các bạn nhớ nhá, cái ký hiệu độc lập ấy nó có một ký hiệu nữa là P của A sang B, và nó cũng có thể ký hiệu dưới dạng là P của A chấm B. Được. Cho nên là cái biểu thức này này, chúng ta dùng là nhân hay là cộng thì nó phụ thuộc vào cái yếu tố là A và B độc lập, nên không liên quan đến nhau. Xung khắc là chỉ đã xảy ra A thì không bao giờ phép được B xảy ra. Đó là cái các bạn cần chú ý. Đơn giản này, đầu tiên tôi phải nghe cho tôi. À, bây giờ nhá, khi chơi một ván cờ thì có mấy tình huống xảy ra đúng không? Phép thử là phải chơi một ván cờ đúng không? Bên đây phép thử là chơi một ván cờ, có phải chơi một ván cờ xác suất là một không? Thì rõ ràng cái xác suất của không gian mẫu ấy là một, nó sẽ bằng là p thắng d đúng rồi đấy, cộng với p thua là p gì? P hòa. Cả lớp đúng công nhận không? Trong một ván cờ thì có thể thắng có thể thua, có thể hòa mà. Có những người đánh mãi không thắng được là hòa nhá. Ờ thế đi thế ngay là ông này là 0,3, ông này thua là 0,7. Ở đây mình đang xét như này cho dễ nhá. Nói như nào cho các bạn dễ hiểu nhỉ? Bây giờ mình phải xét theo phương diện là một người đúng không? Bởi vì là mình không thể lấy xác suất ông nam hay mang với cận tình để xử lý với ông Việt được. Thì các em hiểu đơn giản như này. Ở đây là xác suất để cho bạn nam thắng. À Việt thắng nhá. Ở đây Việt thắng này. Đúng không? Việt thắng là 0,3. Thế ở đây tại sao thì ghi P thua mà vẫn lấy là 0,4? Thì bạn hiểu là ở đây là Việt thắng thì đây là Việt gì? Việt thua. Việt thua thì nam là thắng. Đúng rồi chưa? Đây là trường hợp Việt thua thì nghĩa là nam thắng. Thì xác suất là 0,4. Thế còn hòa, đúng không? Hòa có tìm được không các bạn? Rõ ràng mình tìm được ngay, lấy 1 trừ 0,3 trừ 0,4 thì chắc chắn P hòa thì ra tìm được là 0,3. Vậy thì ở đây các bạn hiểu là à ok, sau khi mình xác định xác suất hai đứa hòa nhau nhá, thì đầu tiên này, bây giờ mình đi đến bài này này. Đánh phải đánh hai ván. Ván 1 mà có người thắng có người thua luôn là dừng chơi rồi, đúng không? Vậy thì chắc chắn ván 1 phải hòa. Nó phải hòa. Đúng không ạ? Ván 1 hòa thì xác suất bao nhiêu đây? 0,3 luôn. Tiếp theo là ván 2. Để ván 2 là ván kết thúc cái trò chơi này, cuộc chơi này đúng không? Thì chắc chắn phải có người chiến thắng. Thế khi có người chiến thắng thì hỏi các bạn có mấy trường hợp? Hai trường hợp. Việc thắng hoặc gì đây? Hoặc nam thắng. Thì xác suất Việt thắng là 0,7, 0,3. Xác suất Việt thắng là 0,7, à nam thắng là 0,7, 0,4, đúng không? Trường hợp trước, biến cố này và biến cố này là hai biến cố xung khắc. Bởi vì Việt thắng thì không chuyện nam thắng được, đúng không? Nó cứ chuyện hai thắng hoặc hai cùng thắng. Tôi đã thắng thì ông kia là không được thắng nữa. Xung khắc là cộng 0,7. Như các bạn. Thế bây giờ quay về cái biến cố ban đầu. Đúng không? Biến cố là gì? Biến cố là chơi hai ván phân được thắng bại đúng không ạ? Thế mà các bạn nhìn này, có thể hiểu mẹo gọi là hành động liên tiếp đúng không? Hành động liên tiếp đánh ván một rồi đến ván hai thì dùng quy tắc nhé. Hoặc là các bạn có thể hiểu một cách logic là gì đây? Xác suất để
đúng không? Xác suất của biến cố là chúng ta đánh giá một với cả xác suất để chúng ta ra kết quả của ván hai là hai biến cố độc lập với nhau. Rõ ràng cái ván một các bạn đánh đi qua anh đúng không? Hai trận bóng đá lượt đi với lượt về, các bạn hiểu ý thế đó không ạ? Thì cái kết quả lượt một ra sao với cả lượt về như thế nào nó không ảnh hưởng đến nhau. Không có chuyện là lượt đi tôi đá thua thì lượt về tôi lại thua được đúng không? Nó không ảnh hưởng, nó hai trận đấu hoàn toàn khác biệt. À, thì ở đây các em có thể hiểu một cách chuẩn chỉ là hai cái biến cố của kết quả của ván một và biến cố là xảy ra kết quả của ván hai là biến cố độc lập. Vậy ở đây mình dùng quy tắc nhân. Không phải ba nhân. Các bạn hiểu chưa? Nếu một số comment em hiểu dạ này, và comment sỏ lên mình chắc. Các bạn nhìn vào rất là tốt đấy nhá. Không biết là có đúng cái ý hướng thể giải không? Có hiểu cái này chưa? Nếu không hiểu rồi thì comment nhé. Bạn nào không hiểu thì comment cho mình nhé. Đây là một bài bình thường đấy nhá, nhưng mà mức độ tám cộng đấy. Bạn không làm không? Cái comment cái lớp như nào đấy ạ? Ok, xin các bạn. Hiểu thì comment 6D này. Có mỗi bạn Phương Anh comment, Trang Anh, Đức Mạnh comment, các bạn khác không hiểu à? Có hiểu không? Thử những hỏi để thành chữa. Xong chưa các bạn? Vi đâu rồi? Vi đâu? Huệ đâu? Hiền đâu? Gia Linh đâu? Lan Phương đâu? Minh Trang đâu? Các thứ đâu hết rồi. Ok nhá. Rồi đến câu số 7 có ạ. Một bình đựng 5 viên xanh và 3 viên đỏ. Ok, lấy ngẫu nhiên một viên bi. Sao lại lấy thêm ngẫu nhiên một viên bi nữa, vẫn là trong cái bình đấy. Tính xác suất để biến cố lấy lần thứ hai là được một viên xanh. Đó, câu này thì không cho sẵn xác suất. Bây giờ mình tư duy đơn giản ngay nhá. Để xác suất là lần thứ hai lấy được một viên xanh đúng không? Thế bây giờ mình lấy luôn là cả hai viên cùng xanh. Ông bài này thì dễ rồi, bài này chắc là thầy chẳng để dạy các bạn làm được. Trường hợp một là viên đầu xanh và viên hai cũng xanh. À, mình tính luôn xác suất nha các bạn nhá. Viên đầu xanh ấy là có 5 viên xanh đúng không các bạn? Thì xác suất tôi thò tay vào tôi lấy được một viên màu xanh, đầu tiên là số cách chọn là 5 viên đã. Nhưng ở đây cái không gian mẫu là gì? Ban đầu là 8 viên đúng không các bạn? Các bạn thò tay vào lấy một viên bất kỳ thì cái không gian mẫu là 8. Xác suất để viên đầu tiên là xanh là 5/8. Sau đó tôi mới thò lần thứ hai vào đúng không ạ? Thì khi này số viên bi xanh còn mấy viên? Còn 4 viên thôi, đúng chưa? Tương tự với tổng số bi giảm mất 1 viên bởi vì 1 viên mình đã lấy rồi, còn 7 thôi. Đây sẽ là xác suất để lấy được viên thứ hai xanh. Còn đây là hai biến cố độc gì? Độc lập lần 1 với lần 2 nhặt ra viên xanh không ảnh hưởng gì đến nhau cả. Đấy. Là gì quyết định nha. Kết quả xác suất ở cái trường hợp này là 5/14. Đúng không? Ok, 4 chia cho 8 là 2, đúng rồi đấy. Lấy hai viên màu xanh. Cái trường hợp 2, viên thứ hai cần màu xanh và viên đầu là gì cũng được đúng không? Cái viên trường hợp này là đầu đỏ, cuối xanh. Tương tự lấy 3 viên đỏ từ trên 8 viên là 3/8. Lấy 1 viên xanh ra đúng không? Có 5 cách chọn, tổng là 7 viên. Vậy đấy kết quả là 15/56 đúng không? Đúng không? Thế thì hai trường hợp này là như nào đây? Khác biến cố xung khắc gì nữa, đã xảy ra trường hợp 1 thì trường hợp 2 là gì nữa các em? Dùng quy tắc gì? Quy tắc cộng phần 14 phần 15/56. Các bạn làm cái tính bấm như này nhá. Đó nhá. 5/14 cộng với 15/56 kết quả là 5/8. Các bạn này. Đó, ok chưa? Nếu được dùng comment 7A thì mình nè. Để xem câu nha. Hay nhất câu này dễ rồi. Ok chưa các bạn? Xong nhá. Rồi. Bây giờ sang câu tiếp theo. Câu 10 đúng vậy, vừa chữa rồi. Câu 11 thì dạy rồi đúng không? Câu mấy câu này thầy hôm qua dạy chán chê mê mỏi chưa? Đúng không? Mấy câu này thì thôi nhá. Đấy. Bây giờ đi thẳng đến cái dạng bài mà đây, cái bài 18 này. Đấy, cái bài này mới là mệt đây này. Tôi nhớ cái dạng bài này nhá. Rồi.
xác suất bắn trúng một mục tiêu của một vận động viên là 0.6, nghĩa là trúng thì là 0.6, và người ta bắn hai viên đạn một cách độc lập. Hỏi xác suất để trúng một mục tiêu và một viên trượt, đúng không? Thì ở đây các bạn là có hai trường hợp, một viên trúng một viên trượt thì các bạn hiểu là lần đầu trúng lần hai trượt, hoặc là ngược lại, đúng không? Thì mình viết luôn. Trường hợp một đầu tiên là trúng thì là 0.6. Thế thì rõ ràng các bạn suy ra ngay trượt là gì, đúng không? Một khi các bạn đã làm một cái phép thử là bắn một viên đạn và tấm bi thì nó chỉ có thể trúng hoặc có thể trượt thôi, đúng không? Thì chắc chắn là cái ông trượt này mình lấy xác suất là 1 chứ như 0.6 là 0.4, ai biết điều này, đúng không ạ? Thế thì trường hợp đầu tiên nhé, là lần đầu trúng, lần hai trượt là 0.6 nhân 0.4. Ngược lại thì vẫn như thế, đúng không em? Ngược lại thì vẫn là quy tắc nhân. Được. Ngược lại trúng vẫn là 0.24. Và hai biến cố này, biến cố xung khắc, đúng không? Trường hợp mà cộng được cộng vào 0.48 chưa? Yeah. Lớp hiểu cái này chưa? Câu này là câu khởi đầu nhá, rất là cơ bản thôi. Nếu hiểu rồi comment thôi. C. Ok không ạ? Các bạn có thắc mắc gì không ấy? Không thấy nói gì, không hiểu là các bạn có hiểu không? Các bạn thắc mắc gì không? Chậm thế nhỉ? Comment chậm đấy. Chép bài à? Rồi nhá. Rồi ok. Tại mấy cái câu đồng xu này hôm qua mình làm quá nhiều rồi đúng không? Thầy chữa rất là kỹ rồi. Nào bây giờ đến câu tiếp theo này. Câu 20 này. Có 20 hộp bi. Hộp 1 có 9 viên, đặt số từ 1 đến 9. Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 viên bi. Ok. Rồi, nghĩa là hộp 1 mình chỉ biết là hộp 1 cũng thế nhá. Ở hộp 2 người ta không biết số viên là bao nhiêu, nhưng mà ta cho xác suất luôn. Hộp 2 lấy được xác suất để lấy được một viên chẵn là 3/10. Thế thì bây giờ mình chỉ còn quan tâm là tính xác suất để gì đây? Biến cố là lấy cả hai viên ra đều là chẵn, thế mình chỉ quan tâm là xác suất lấy hộp 1 là được một viên chẵn là bao nhiêu, đúng không? Ta gọi là P1 nhá. Quá dễ rồi. Từ 1 đến 9 thì có 2, 4, 6 đúng không ạ? 8. Đây là những cái trường hợp là gì đây? Bắn chẵn thì có 4 kết chọn, chia cho tổng số 9. Đúng chưa? À, P2 là 3/10 đúng không? À, thì ở đây là gì? Lấy ra một viên chẵn và một viên chẵn, tức là hai biến cố này đúng không? Mỗi hộp nó hai hộp nó không liên quan đến nhau. Thì chắc chắn bài này là hai biến cố gì đây? Hai biến cố độc lập rồi. Độc lập thời gian dẫn rất nhiều rồi. Tiếp nhân. Kết quả là 4/30. Ở đó còn chia cho 2 được nhỉ? 4/15. Còn 2/15 chứ. Hãy chia là còn 3. 4/30 chia cho 2 là à. Đó hiểu câu này chưa? Nếu các em hiểu rồi các bạn comment lên này. Alo, từ từ nhé, nhập lại sao mình có bị thiếu trường hợp nhỉ? Các bạn nhìn xem có trường hợp thiếu không nhỉ? Thì nó phải là 2/10. Cũng nhầm nhỉ? 4/9 nhân với 3/10. 2/15 nhá. 2/15, đúng không? Đáp án A đấy. Ok. À, câu này đơn giản rồi đúng không? Câu 21 thì dễ rồi. Câu 22 tương tự. À, câu 23 nhá. À. Hai người độc lập cùng ném bóng vào rổ. Mỗi người ném vào rổ của mình một quả bóng. Biết rằng xác suất ném bóng trúng của từng người tương ứng là, đây là trường hợp trúng nhé các bạn nhé. Trúng đây này. Đây là người thứ nhất là 1/5, người thứ hai là 2/7. Đó. Thì bây giờ tính xác suất biến cố là cả hai ném cùng trúng vào một rổ. Còn con này có gì đâu nhỉ? Cùng trúng thì ở đây xác suất là các bạn dùng phép gì đây? Là phép mà trúng vào rổ à? Bây giờ mình dùng quy tắc gì? Hai biến cố này là độc lập đúng không? Quy tắc nhân đúng không các bạn? Độc lập chưa? Không phải ông một ném như thế còn gì ông thứ hai đâu. Vậy là 1/2 nhân với 2/7.
thầy gia nhập với kết quả 2/3 mới làm cả bản đề, câu này chẳng có gì cả, còn lại cũng dễ đúng không? Đó. Câu 24 nhá. Hai sở thủ bắn mỗi người một viên đạn vào tờ bia, biết rằng xác suất bắn trúng vào người, vào người ở đây nghĩa là các bạn hiểu đơn giản là trúng vào cái tâm đấy, nói thế cho dễ hiểu, của hai xạ thủ thứ nhất, à của xạ thủ thứ nhất là 0.15, xạ thủ thứ hai là 0.85, tính xác suất để có ít nhất một viên trúng vào người. Thì cái câu này khẳng định điều gì ạ? Nghĩa là ở đây có mấy đợt bắn các bạn? Có hai đợt bắn. Được. Bây giờ có ít nhất một viên trúng vào người nghĩa là gì? Trường hợp một là người một trúng. Được. 12 trường. Đúng là trúng vào người, trường hợp trúng vào người đấy các bạn. Trường hợp 2 ngược lại là người 1 trượt, người 2 gì? Người 2 trúng, đúng không? Trường hợp 3 là gì? Là cả 2 cùng trúng. Tắt nhỉ? T phẩy là trúng, T phẩy là trượt. Các bạn mình đi xử lý từ cách 1 thôi. Thì đầu tiên các bạn thấy ngay là khi mà cho xác suất của từng người mà đã trúng rồi đúng không? Thì chúng ta sẽ tính được ngay xác suất trượt tương ứng. Cái này chúng ta phải nhớ nhá. Bạn bây giờ này, anh 1 trúng này thì là 0.75 này. Hai mình cũng độc lập đúng không? Người 1 cũng như 2 độc lập với nhau. Cái này trượt đúng không ạ? Thì nhớ là đây là xác suất trúng nhá. Thì muốn tìm xác suất trượt các bạn lấy gì đây? 1 trừ đi 0.85 ra 0.15. Được. Rồi, tương tự này, người 1 trượt này, muốn tính số xác suất, à xác suất của cái người 1 trượt thì các bạn lấy 1 trừ đi 0.75. 0.25 đúng không ạ? 0.25 nhân lại anh trúng là nhân với 0.5. Còn cả hai anh này đều gì đây? Đều trúng. Nên đều trúng thì là 0.75 nhân với 0.5. À. Và tất cả những cái trường hợp này là biến cố độc lập, là biến cố xung khắc với nhau đúng không? Biết là gì? Vâng. Còn lại là tính ra bấm thôi. Còn thực ra nhé, nếu mà bài này thì ra ấy mà làm cái cách trực tiếp này nó thể thấy hơi dài, mình có thể dùng phần bù. Cái biến cố này thì gọi là biến cố A này. Bây giờ thì gọi biến cố A cái ngay là không ai bằng trúng. Rõ ràng là có ít nhất một viên trúng, thế bây giờ biến cố của ngược lại ít nhất một viên trúng là không ông nào trúng cả. Không trúng. Không trúng thì tính quá dễ rồi các bạn. Đúng không? Không trúng thì có một trường hợp duy nhất thôi, là ông đầu tiên trượt, ông thứ hai cũng phải trượt. Sắp xuất từ đây, các bạn có luôn. Là gì? Ông này trượt là 0.25 này. Nhân với 0 gì? 0.15. Thế có phải muốn tìm PA chúng ta dùng phần bù không? Mà chú ý tích hại. Bấm nhá, 1 trừ đi 0.25 nhân với 0.15. Quả là 77/80. Đúng không? Sắp xỉ là... không phải hoan không sáu đúng không, không phải 0.96 đúng rồi đấy. Thì ở đây thầy lấy hiệu luôn nhá, IPA hình ngang này 0.9625. Đáp án nào đấy các bạn trẻ? Ở lúc hiểu cái này chưa? Nếu cách hiểu rồi các bạn comment ra này 24A/100 nhá. À, đơn giản như vậy thôi. Ok chưa các bạn? Dễ đúng không? Có phải dễ đúng không? Đấy. Thì bài này để ý mỗi cái đoạn là nhớ là quy đổi thôi, đúng không? Quy đổi cái xác suất trúng với trượt chuẩn vào, mình lắp vào thôi. Thì bài này làm trực tiếp thì dài hơn là làm phần bù nhá. Phần bù nhanh hơn rất là nhiều. Ở trên là cách 1, ở dưới là cách 2. Có bạn nào thắc mắc gì không ạ? Các bạn ghi cả hai cách vào, nếu mà hiểu rồi comment 24A nhé. Còn nếu mà bạn nào không comment thì lại hỏi đấy. Hỏi xem là các bạn có hỏi đi, có ai hiểu được không? Nè, có 20 câu trắc nghiệm khách quan, mỗi câu có 4 sự lựa chọn và chỉ có một đáp án đúng, đúng không? Giống như bài kiểm tra của các bạn trên trường. Bây giờ cái gì đây ạ? Số học sinh không làm bài, một học sinh không làm bài cái gì?
vốn học sinh không học bài nên làm bài bằng cách lựa chọn ngẫu nhiên một phương án trả lời. Sắp xếp điểm à, ok, câu này có gì đâu. Thế bây giờ các bạn hiểu là như này. Trong 4 câu chỉ có 1 câu đúng đúng không? Đấy, chọn làm trắc nghiệm mãi rồi thì xác suất là bao nhiêu? 1/4. Đây là xác suất đúng nha. P đúng không? Bấm lên là bao nhiêu? 0.25. Đó, 0.25. Thì rõ ràng xác suất sai thì là 3 câu còn lại chia cho 4 câu. À, hoặc là các bạn lấy 1 chứ đi phần bù của thằng này thôi, đúng không? Là 0.75. Chưa? Câu nó gọi là chọn sai mà. Thì nghĩa là câu nào cũng sai gì? Cái câu nào đầu tiên là cứ một câu là xác suất nó chọn là 0.15 đã đúng không? Ở đây các bạn hiểu là hành động ở đây là gì đây? Tôi chọn 20 câu liên tiếp và mỗi câu xác suất là 0.75. Đây. Thì chẳng là 0.75 mũ 20. Vì cái kết quả em chọn cái câu 1 đúng hay là nó sai thì không ảnh hưởng đến câu thứ hai cái chọn như nào cả. Thế là độc lập với nhau, độc lập với nhau, quy tắc nhân. 20 số 0.75 nhân với nhau là 0.75 mũ 2. Các em hiểu con này chưa? Nếu hiểu rồi comment cho các em 25D. Ôi giúp con này dễ mà sao các bạn không làm được nhỉ? Thấy không hiểu là cái phần này nó khó nhỉ? Mọi khi các bạn làm các bài khác nhanh lắm cơ mà. Hay là mấy bạn kia ra rồi mà chấp không thể làm. Kiểu mấy câu này dễ quá thì em không làm nữa, đúng không? Lắm bài câu này làm cái gì? Đó. Đừng làm thấy sợ nhá, mấy câu này dễ lắm á. Không làm được là hơi bị căng đấy đúng không? Đề toàn có hai dòng bọ này. Nào câu 27 nhá. Đấy, sau này kiếm chồng nhé. Sau này các bạn hầu hết là ở đây toàn các bạn gái mà học đúng không? Sau này mà bạn nào đi lấy chồng ấy, mà thằng nào cũng thích con trai ấy, để tốt nhất là đừng có lấy, thật sự luôn. Như bản thân thầy không bao giờ áp lực cái chuyện vợ phải để con trai con gái à? Còn làm tự nhiên, con nào cũng nhiều hết. Nhưng mà nhiều nhà, nhiều đứa cứ phải con trai đầu này để kia áp lực á. Mà không để được thì nhiều khi là cứ cũng phiểu hay có những nhà tự bí không để được con trai. Thế là chấp nhận cho kiểu nhà cho bố, cho chồng lấy vợ lẽ để được con trai. Với bản thân thầy như thầy là con trai thì cũng chấp nhận lời luôn. Không yêu thì cút, thật. Không yêu thì nách. Yêu gì người, thật với các bạn luôn. Ở ngoài kia rất nhiều người tốt, người ta không quan trọng việc con gì đâu. Ai mà các bạn nói chuyện mà trong cái quá trình yêu mà đã người anh là con trưởng phải để con trai này kia, các bạn nách kiểu người đấy mệt lắm. Mà ra trưởng nó soi khổ mình thật. Để được thì không sao nhá, chứ còn mà không để được ấy. Bây giờ các bạn cứ nghĩ đơn giản đi, các bạn là con gái đúng không? Mà bố mình lại cứ thích con trai hơn là mình đã thấy bản thân các bạn sau này lớn lên các bạn biết cái điều đấy. Hoặc là bố mẹ có thể là ok lúc chưa đẻ thì thế, lúc đẻ ra rồi mà bố vẫn đối xử với mình như thế là hoặc là bố cả mẹ đối xử với mình như thế, các bạn chẳng khó chịu đúng không? Nó khổ con mình ra, cho nên là cứ lựa chọn những cái tiêu chí như thế của bạn. Đứa nào mà quan trọng chuyện con trai con gì thì cứ phải đếch luôn yêu đứa khác, hoặc là mình phải thay đổi cái suy nghĩ người ta. Người ta nghĩ buồn cười lắm. Bây giờ nhá, xác suất sinh con trai trong mỗi lần sinh là 0.51. Tính xác suất sau 3 lần sinh có ít nhất một con trai. Đấy, đây là đang xét cái trường hợp đấy. Đẻ 3 đứa nhưng mà bây giờ thì cố được đứa con trai được, nghĩa là vẫn đẻ 3 đứa, mục tiêu là chúng ta sẽ có 3 đứa con. Bây giờ tính thử xác suất là đẻ đứa con trai nó bao nhiêu. Nào bây giờ câu này thì làm như nào đây? Thì bài này thầy đã bảo rồi, cái bài toán mà ít nhất 3 lần con trai ấy thì đừng bao giờ làm trực tiếp. Các bạn còn nhớ giống cái bài lúc nãy không? Ít nhất một lần bắn trung tâm ấy thì mình làm phần bù, tìm luôn xác suất ngược lại của biến cố này. Biến cố này là A thì thời gian tìm luôn PA cái ngang. Cách ngang của ít nhất một con trai là gì? Là 3 lần toàn cái. Thì rõ ràng đẻ thì chỉ thầy không nói giới tính thứ ba nhé. Bây giờ gọi là mới đẻ ra thì chắc chắn là nó phải là trai hoặc gái này. Còn sau này chúng mày lớn lên chúng mày chuyển đổi giới tính hay là nữ tính như nào thì không nói đúng không ạ? Đây là đang xét về mặt gọi là sinh học thôi. Đó. Thì rõ ràng là con trai, đây là xác suất, thì phần còn lại sẽ là con gái, đúng không? Các bạn lấy 1 trừ đi 0.551 thì đây là P gái. Đó, P gái các bạn bấm máy tính đó, 1 trừ đi 0.51 thì 0.49 à? 0.49. Bây giờ 3 lần đúng không? 3 lần tôi đẻ toàn gì đây? Toàn gái. Thế thì tôi có 0.49.
lần giao bằng lần 1 đến lần 2 lần 3 đẻ nó ảnh hưởng kết quả đến nhau đâu, đúng không? Chị mình là con trai à, chị mình là con gái thì làm sao đứa thứ hai nó là trai là gái làm sao mà biết được, vậy là mũ ba đó. Thế thì bây giờ muốn tìm PA thì lấy 1 trừ đi là sao, đúng không các bạn? 1 trừ đi 0,9 là sao? Đấy, mình tìm bấm nhá. Mũ 3 này 1 trừ đi kết quả là 0,088 là 3. Tớ đã biểu này chưa? Biểu rồi, comment 27 thế nào? Dễ đúng không? Đúng, rất là dễ rồi. Các cái câu, ví dụ như câu 28 tương tự nhá. 28 tương tự này. Muốn sinh con trai lần thứ 2. Ok chưa? Cái câu này về các bạn tự làm. Tao ơi, chúng ta làm đến cái bài 29 này. À, trong phòng làm việc có hai máy tính hoạt động độc lập với nhau. Khả năng hoạt động tốt trong hai ngày, trong ngày của hai máy này là tương ứng là 75 với cả 85%. Đây là gọi là xác suất để nó hoạt động chính xác đây các bạn. Bây giờ xác suất để chúng để có một máy hoạt động không tốt trong ngày là bao nhiêu? Có gì đâu? Đây thì gọi là máy một. Đây thì gọi là máy mấy? Máy hai. Thế được, có hai khả năng xảy ra, trừ một. Đúng không ạ? Có đúng một máy nhé, nghĩa là trong ngày này chỉ xảy ra trường hợp là một máy không tốt, máy còn lại phải tốt. Thì máy một là không tốt. Thì ngược lại của 75% là 25%, nghĩa là 0,25. Máy 2 làm sao đây? Máy 2 thì tốt đúng không? Thì là 85%. 85. Trừ 2. Máy 1 làm sao đây? Máy 1 tốt. Đúng chưa? Máy 2 không tốt. Máy 1 tốt là 0,75. Máy 2 không tốt là 0,15. Thì kết quả mình đọc luôn đây này. Trong từng trường hợp này đúng không? Hai mình có độc lập 0,25 0,8 cộng với đúng không? Trường hợp 1, trường hợp 2, hai mình có xung khắc này 0,75 trên với 0. Được. Kết quả các bạn đồng mình tính ra bao nhiêu? Thì nó sẽ khoảng 0,325 đó. 0,325 B. Chỗ này có cả, đúng không ạ? Là bơ Hoàng Nhiên nói cho thầy câu 39 em làm nhà đấy ạ. Phở bò, thầy cũng thích ăn phở bò. Thầy thì ăn nhất là ăn phở bò sữa vang. Em thưa thầy là em sẽ gọi gì ạ? Được, em sẽ gọi x là cái biến cố mà có hai người bằng chứng ạ. Ừ, ok, gọi biến cố này là x. Rồi, còn nữa là bởi vì là xong rồi gọi biến cố A là có người thứ nhất bắn súng nhỉ? Thì cái nghĩa là trường hợp một đúng không? Biến cố A là em đang chia trường hợp đúng không? Vâng ạ. Biến cố A là người một trúng, rồi người một trúng. Vâng. Mình ký hợp tích là trúng nhá. Thế còn từ từ, thế còn người hai với người ba là sao? Người hai, người ba thì gọi là B với C. Nghĩa là ok, em gọi riêng từng người là biến cố luôn hả? Sao chia trường hợp như thầy vừa chữa cho nhanh. Em nên trình bày như này nhá, đây này. Mình chờ một luôn. Lớp hiểu cái cách trình bày của thầy lúc nãy, em chờ một luôn. À, trong trường một bây giờ xác suất để có hai người bắn trúng đích đúng không? Thế bây giờ giả sử là ông một trúng. Đúng không ạ? Thằng thứ hai trúng. Các biểu chưa hiểu cái đoạn này mình làm ngay cho nhanh, mình làm gộp luôn. Ông thứ ba trượt. Đã chỉ có hai người trúng thôi mà. Làm hành tính nhá. Xác suất trúng này. Được chưa? Thì là 0,8 nhân với 0,6. Nhưng mà ông thứ ba trượt thì là 1 trừ đi 0,5, vẫn là 0,5. Trường 2. Đúng không ạ? Người 1 làm sao đây? Người 1 trượt. Đúng chưa? Người 2 trúng. Còn người 3 trúng. Có lẽ hiểu như thế nó. Thì ở đây này, anh đầu tiên trượt thì phải lấy phần bù thì mới ra xác suất bắn trượt đúng không? Là 0,2 nhân với 0,6. Anh này vẫn là 0,5. Cuối cùng trừ 3 là ông người 2 trượt. Người 1 trúng đúng không ạ? Người 2 trượt này. Người 3 trúng này. Cái kết quả là gì? 0,8. Anh này là trượt nhá, thì ngược lại là 0,4.
thế không phải năm. Ở lớp có hiểu bài này chưa? Ok, em lên cái tính, em bấm lên xem đáp án là gì. Em có đúng là ra đáp án gì anh? Ra đáp án bằng nhìn ra bằng C đúng không? Ta bấm thử xem có đúng không ạ? Câu 3, 3, 9 á. Ở mình xem đúng không? Nếu mà các bạn thấy đúng rồi các bạn comment thấy 39C ấy nhỉ. Ở lớp hiểu bài này chưa? Nếu hiểu rồi thì comment thầy vào phần chat đi. Ok chưa? Đấy, thấy không? À, bây giờ thầy chữa không nọ là cái đề trường học hồi một câu ấy. Đây là những bật của cái đề trường học hồi năm 2020 này. Đấy, các câu khác tương tự nhá. Về các bạn tự làm nốt này. À đây, đây, đây cái bài đề trường học hồi chính là cái câu động cơ này. Đấy, độc lập với nhau này các bạn thấy không? Như thì nhớ mang máng để thì bật luôn này, thì để ra cái chất là thầy chưa chữa câu đấy bởi vì là các bạn chưa học. Thầy cũng biết chứ, học sinh của thầy chưa học hay thầy chả chữa, kệ bọn trên mạng đúng không? Đấy, các bạn học rồi thì lúc live stream thầy mới chữa, các bạn mới hiểu không? Nhiều bạn nghe cũng hiểu thì chữa cái gì đấy thì bật luôn nhé. Cái đề hôm nọ hôm tối thứ tư thì vừa chữa cái đề mà hồi ấy thì số 2 đúng không, nhưng mà thầy chưa chữa cho các bạn luôn này. À, đề của hồi nhá, một câu tương tự. Thực ra là nếu mà hiểu biết cái làm dễ không mà thì đâu. Các bạn ngồi cố gắng 10 điểm tròn nhá, chứ còn phải dạy hết rồi đấy thì hay nhất dạy hết cho các bạn đấy. Này, giống như trong tài liệu thì dạo đâu. Đấy, đi xì mốc luôn. Có hai động cơ. Đấy, bây giờ là gì đây? Ông này là 0.7, ông này 0.8 đúng không? Mình không cần biết đâu, mình nhầm cái này các bạn này. Xác suất để ít nhất một động cơ chạy tốt. Nào, biểu diễn cho các bạn xem vào này. Một động cơ chạy tốt đúng không? Thế bây giờ tôi tính luôn cái xác suất phần bù. Thầy cứ giải cứ ghi câu ít nhất là tôi tính phần bù. Phần bù là gì? Là không ông nào chạy tốt cả. Rất đơn giản. Không nào chạy tốt cả, đúng không em? Rồi, thì đầu tiên cái ông này là cái xác suất là đều chạy tốt đúng không? Thế không chạy tốt ngược lại 0.7 là 1 chứ 0.7 là 0.3. Đây xác suất chạy không tốt đúng không? Tương tự với thằng 0.8 này, ngược lại của nó là chạy không tốt là 0.2. 1 trừ đi ta luôn xác suất biến cố cần tìm. Sấp xỉ 0.94 ta C. Và lớp hiểu câu này chưa? Hiểu rồi, comment 25 trên chat. Có hiểu không ạ? Xác suất để hai máy chạy không tốt thì thầy lấy xác suất ngược lại thôi. Đó, 0.3 nhân 0.2 là ra PA gạch ngang. Bây giờ muốn tìm PA mình lấy 1 trừ đi là xong. Kinh nghiệm nhé, cứ đọc ký tự ít nhất thì thường sẽ là lấy phần bù luôn, làm cho nhanh đỡ trường hợp. Xong à, ok chưa? Bạn hôm trước thầy trên live stream hôm thứ tư thầy không chữa mà, bởi vì là thầy biết các bạn chưa học. Hôm nay thầy dạy xong thì thầy mới nói ở trong cái đề đấy. Đấy, có đúng một cái câu này thôi đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy không, chỉ một cái dạy thôi mà thầy dạy cho bạn cả một cái buổi rất là kỹ nhá. Đi thi mà bạn không làm được thì thôi đấy các bạn ạ. À, thế hôm nay chắc là mình học tới thôi nhỉ? Các câu sau thì nó cũng na ná như vậy. À, tài liệu thì để mai để edit xong thì thầy sẽ up lên trên nhóm luôn cho các bạn xem. À, không có gì phức tạp cả, đúng không? Anh Sơn có nào hấp dẫn không? Tôi ná nhau để chữ nhiều chán. Hết rồi đấy, đây này. Động cơ đều chạy tốt này, tạ thủ này, à, độc lập này, bắn pháo này. Đấy, lần thứ tư thì ngừng bắn này, những cái câu nhá, những cái câu kiểu mà có điều kiện, các bạn nhớ cái câu đánh cờ không? Đấy, cái kiểu bài đánh cờ là những bài khó. Bắn đến lần thứ tư thì dừng lại, đấy, hoặc như nào đấy. Để về các bạn làm nhá, đều giải chi tiết rồi, đúng không ạ? Đấy, còn thực ra là đây là đề thi trung học phổ thông quốc gia đấy, các bạn đề thi tử đấy. Đều có như thế đâu, không chỉ thế đâu, không khó quá đâu, nhá. Đó. Hết cái thì dạy rồi, nhá, hết cái thì dạy rồi. Vậy thì thời gian kết thúc cái chương nó sẽ ở đây, đúng không ạ? Của xuất kết thúc. Và đương nhiên là trong cái đề lúc các bạn được đề cương ấy, nó sẽ có những một vài câu khó đặc biệt. Đó thì ví dụ trong quá trình các bạn làm, các bạn có gì không hiểu, bởi vì những cái câu khó đấy thì nó không nằm trong dạng gì cả, nó chỉ đơn giản là mình đọc đề bài, mình phân tích xem là cái hướng đi như thế nào thôi, đúng không? Thì nếu mà có câu khó nào đấy thì các bạn gửi cho thầy hoặc là gửi cho trợ giảng, thầy sẽ trợ giảng hỗ trợ các bạn riêng nhá. Đấy, còn đâu là về mặt bản chất là thành dạy ngay là các bạn đã đủ mức độ 9 điểm cộng rồi, tính cộng phần xác suất này rồi. À, ví dụ có những cái dạng bài đặc biệt như là tìm cái gì nhỉ? Chết cho ba
là chết cho chín ấy, thì những cái đấy là những cái bạn phải đặc biệt và có cách làm đặc biệt. Nhưng mà nếu mà các bạn gặp thì các bạn đang làm, không thì thôi, cũng không phải tập trung quá nhiều đâu nhá. Đó. Nào bây giờ nếu mà các em hiểu toàn bộ những gì thầy dạy trong buổi ngày hôm nay, các bạn comment thầy em đã hiểu dạng từ chính xác để chúng ta kết thúc vào ngày đây. Và tuần sau chúng ta sẽ sang chương mới, đó là gì đây, cấp dãy số, cấp số nhân, cấp số cộng, và nó sẽ học khoảng chắc là từ 3-4 buổi là xong cái chương đấy nhá. Thì nói chung là content các bạn thi thì cũng lắm là đến cấp số cộng thôi nhá, các bạn chưa thi đến cấp số nhân đâu. Thì mình học là thầy căn là vừa đủ đến lúc các bạn thi là chúng ta sẽ đủ content để ghi đó nhá. Ok đấy, thì đề đấy lấy luôn, mình học xong chữ luôn trong đề trong trường đấy, hiểu là gì, nó chỉ thế thôi đúng không, nhắm mắt là mình làm được nếu mình hiểu. Ok nhá, chúc các bạn ngủ ngon và có một buổi tối thật là tuyệt vời nhá. Hôm nay thì thầy xin phép học cái buổi học Zoom ở đây.